gì, đến từ đâu? Xin chào mấy chị, mình là tên Nguyễn, mình ở Philadelphia. Anh Hùng đang cái background là gì? Background của mình là có tiệm nail, làm nail hơn 20 năm. Thì anh Hùng đang bị cái chứng gì hay là đã bị cái problem gì trong cái sức khỏe của mình sau khi 20 năm làm nail? Thật sự thì mình làm nail khoảng chừng mười mấy năm thì mình có chứng bệnh đau lưng. Mỗi ngày tới khoảng chừng 3-4 giờ chiều là nhiều khi quay qua quay lại đó là nó cái lưng nó bo rồi mình đã lại. Nhưng mà khoảng một năm, khoảng gần một năm nữa là đây đó, khi mình dùng dược thảo đó thì nó hết. Tay chân anh thì sao? Em nghe nói như làm nail hay bị khớp rồi anh có bị... Nói chung thì mình chỉ bị lưng thôi. Okay. So, anh dùng dược thảo thời gian thì dùng bao lâu? Mình dùng cho tới nay là gần một năm rồi. Nhưng mà kết quả là khoảng 3 tháng sau khi mình dùng là mình đã có kết quả. Okay. 3 tháng có kết quả thì cái cảm nhận của anh thế nào? Kết quả như thế nào? Cảm nhận của mình thì rất là tuyệt vời. Tại vì mỗi ngày tới khoảng 3-4 giờ chiều đó là mình hết muốn làm. Thai cái lưng nó bò được. Nhưng bây giờ có thể ngồi tới 10 giờ đêm cũng không sao. Okay. Tới 10 giờ đêm có nghĩa là bây giờ làm việc thao ngồi, thao 24/24. Ok, yeah. Mà không cảm thấy đau đớn nữa đúng không? Yeah. Thì em cũng được biết là anh khỏe rồi, anh cũng giúp được rất là nhiều người có sức khỏe đúng không? Trong tiệm nail anh có rất là nhiều khách hàng trong tiệm nail đúng không? Thì vậy thì anh có đem dòng dược thảo để đi chia sẻ cho người khác không? Có, mình Hồng với anh cũng chia sẻ thì cũng có người tin người không, nhưng mà người khách của mình thì có nhiều người dùng và trở lại là người ta rất là happy. Okay. Yeah, tại vì nó hỗ trợ rất là nhiều cho cái sức khỏe của Hồng. Ừ. Anh Hùng, em có nghe nói câu chuyện của con anh á, con trai anh á, anh có thể share chút xíu cho mấy anh chị cùng nghe. Mình có một đứa cháu trai đó là năm nay 15 tuổi. Thì lúc sanh ra đó là khoảng 1 tuổi cho tới 14 năm sau là bị asthma, rồi bị allergy. Hầu như là nó uống thuốc allergy là year round luôn, uống giờ thét đó. Nhưng mà cách đây khoảng 10 tháng mình cho cháu dùng nước cất đó, uống nước cất rồi cậu thêm lai phát rồi đại khái là mình cũng có một đứa con trai cho nên mình cũng quan tâm tới sức khỏe của nó vậy. Thì khi cho cháu nó dùng cái đó thì mình thấy nó khỏe, mà từ lúc nào mình cũng quên luôn, mình coi như mình không có mua thuốc allergy cho nó nữa mà mình quên luôn. Khi mình giật mình 4-5 tháng nay nó không có còn không còn cần thuốc allergy cho nên là rất là mừng. Rất là tuyệt vời. Mấy anh chị nghe ha. Hồi nãy là Vân chưa hỏi là anh dùng dòng sản phẩm Phamanex đúng không? Yeah. Okay. Mấy anh chị thấy dòng sản phẩm Phamanex rất là tuyệt vời đúng không? Tại sao? Là tại vì nó phải nói là nó không có trị với mấy chị, nó không có trị bệnh. Nhưng mà con người mình bệnh là tại sao? Là tại vì mình ăn uống thiếu chất đúng không? Thứ nhất cái gì đó là mình ngồi cả ngày, cái thận với cái gan mình không có lọc được, uống nước không có đầy đủ. Và thứ ba nữa đó là hầu như là mình không có hoạt động thường xuyên ha, cho nên nó sinh ra rất nhiều bệnh. Và thứ tư nữa là chemical mình ngửi cả ngày, cho nên anh chị em mà trong ngành nail đó, mấy anh chị nên bảo vệ sức khỏe, tại vì rất là nhiều các bệnh nó đang đe dọa mình, đặc biệt là bị đau nhức. Anh Hùng đây chị đau lưng, Vân gặp rất là nhiều anh chị là khớp xương này kia là đau nhức đã rồi hết rồi. Thì cái dòng dược thảo này nó không phải trị bệnh mấy anh chị ha, không phải trị, nhưng mà nó vào trong cái chỗ nào đang yếu nó sẽ chỉnh sửa lại, nó sẽ hồi phục lại, nó giúp cho mấy anh chị chỉnh sửa và nó fill up những cái gì mà anh chị cần đang thiếu trong cơ thể của mình thì tự nhiên mình khỏe ra thôi. Ok, so nếu mà ai có nhu cầu thì có thể inbox mình thì mình sẽ đi sâu vào chi tiết để trả lời những câu hỏi của mấy anh chị hơn. Ok, so have a good day everyone and hẹn gặp anh chị vào cái video tới. Thank you.